Xin chào các bác và anh em nhé. Theo yêu cầu của các bác và anh em thì mấy hôm nọ em lên dàn mini nhiều quá thì các bác lại hỏi loa, thì hôm nay em lại lên loa nữa các bác. Đấy, chả biết lên loa xong các bác lại hỏi cái gì nữa. Cứ theo yêu cầu khách hàng, các bác yêu cầu cái gì thì em cố gắng em tập trung làm clip lên cái đấy cho các bác nhé. Thì hôm nay trong clip này em lại lên với các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy, 7 cặp loa đẹp. Đấy, thì về tiêu chí của hàng bãi thuộc dạng tiêu chí là đẹp. Đấy, không hoàn hảo xuất sắc nhưng mà thuộc dạng là đẹp các bác nhé, để cho các bạn mình cùng lựa chọn về mình ghép dàn, ghép âm ly vân vân. Đấy, thì bắt đầu em đi đến từng sản phẩm luôn và em quay chi tiết hình thức luôn, các bác cùng nhìn xem, cùng nhìn nhá. Đấy, đầu tiên là em quay một cái cặp loa. Cặp loa này là của hãng Onkyo. Đây, Onkyo, model cặp này là SX7A. Đấy, đầu tiên em sẽ quay hai cái e căng cho anh em cùng nhìn luôn. Đây các bác nhá, e căng nó đây. Đấy, em quay từng chiếc một cho các bác xem luôn. Đấy, SX7A. Dòng này thì sẽ chuyên nhạc lời nhiều, nhạc trữ tình, nhạc bolero cho các bác nhé. Cái cầu tít cũng rất hay. Rồi, bắt đầu em quay đến hình thức của loa. Đây, em sẽ quay cận cảnh cho các bác, anh em cùng xem luôn. Đây, mặt trước của loa các bác nhé. Đấy, loa đều, mũi không bị móp méo, bát chắc đều đẹp, đề can các thứ ok, màu vân gỗ đỏ khá là nổi. Mặt trên của loa, đó, trên của loa. Rồi các cái cạnh nha anh em nhé, em quay từng cạnh một cho các bác nhìn luôn. Đấy, rồi trong đây hai loa luôn. Nói chung về cơ bản cặp này là đẹp. Đấy, ok các bác nhé, cái cơ bản cặp này là đẹp. Để phía sau luôn, đây phía sau cho anh em xem luôn. Onkyo thì bao giờ nó cũng là 140W này loa rồi. Và cặp này thì trở kháng của nó là 5 ohm. Đấy, ok các bác nhé. Rồi và cặp này thì trung kiện audio, cặp SX7A trung kiện audio bán giá là 950.000 các bác nhé. Các bác chú ý tất cả các đơn hàng em bán đều miễn phí ship toàn quốc cho các bác luôn. Tất nhiên là các bác phải chuyển cần đủ. Còn nếu có chuyển cọc thì cọc trước em 200 với mỗi sản phẩm. Tuy nhiên thì với mỗi sản phẩm chuyển cọc thì em sẽ không miễn phí ship. Đấy, còn các bác chuyển đủ thì em bao ship luôn. Rồi tiếp theo là em quay đến những cặp là cặp N7, Onkyo N7, bát lõm, gân xếp, gân vải xếp các bác nhé. Rồi em đã quay cái căng đầu tiên. Đấy, cặp loa N7, bát lõm, gân vải xếp. Đây mặt trước anh em nhé, mặt trước với cơ bản là đẹp ok. Rồi mặt trên, mặt trên với cơ bản cũng đẹp ok, có một chút xíu cấn ở góc này. Đây, một chút xíu cấn ở góc này. Đây, chúng chỉ tay nhé. Đấy, phía sau. Rồi, hai cạnh của nó nhé. Quay luôn hai cạnh của nó cho các bác xem. Đây, hai cạnh nó đây. Đấy, không chảy xước. Đấy, và một tí chảy nhẹ đây. Đấy, rồi. Rồi, hai cạnh còn lại. Đây, cạnh này đẹp ok này. Ừ, cái này cũng tương đối ok. Đấy, nói chung về cơ bản là cũng khá là ngon lành, một chút một vài vết chảy nhẹ thôi, không đáng kể. Model của nó là N7X và cũng thông số kỹ thuật cũng giống như các cái cặp Onkyo khác, đó là 140W hai loa và cặp này trở kháng là 4 ohm. Rồi cặp này thì em bán giá thấp, nhưng mọi khi những cặp N7X thì giá tầm khoảng 1,3-1,4 triệu. Thì hôm nay trong clip này em bán giá xả luôn. Cặp này em bán giá 1.100.000 đồng cho các bác nhé. Em xả giá 1.100.000 đồng. Đấy, các bác cứ chuyển cần đủ lên bao ship, các bác chuyển cọc, các bác giả tiền ship. Cọc thì cứ cọc trước 200 cho em. Rồi 100.000 đồng cho N7X nhé các bác nhớ. Đấy, các bác muốn lấy cặp nào các bác cứ báo tên cho em là được. Tiếp theo em quay đến cặp đờn nông. Đờn nông 2 đường tiếng. À quên mất, cái cặp này thì thiên nhiều về tiếng bát các bác nhé. Đấy, anh em mà thích chơi bát nhiều thì lấy cặp này. Đấy, tiếng bát rất là tốt. Cái dòng N7 bát lõm thì tiếng bát rất là tốt. Đấy, đây em quay anh cặp của đơn ông, e căng các thứ là cũng tương đối ok. Đấy, rồi hình thức nha, em quay mặt trước. Mặt trước là đẹp này các bác nha. Loa của nó lòng vàng, gân cao su zin nguyên bản, check đo. Dòng này thì thiên nhiều về trung âm các bác nha. Đấy, anh em thích nghe nhạc ecotip nhẹ nhàng trung âm thì anh em lấy cái mã này. Trung âm cái này tốt, bát thì sẽ không bằng dòng N7 được. Còn kêu đơn ông thì đa số là thiên nhiều về giải trung. Đấy, các cạnh là ngon lành luôn.
hẹn xoay luôn một thẻ cái loa này luôn sau các bác này. Ok nhá. Cặp này sẽ có công suất là 50W một thùng, tương đương với 100W một cặp, trở kháng là 6 ohm. Đàn ông thì thường lại làm 50. Ra những cái thông số kỹ thuật nó ghi công suất này nó chỉ ở mức độ tương đối thôi nhá. Đấy. Nó không hoàn toàn chính xác đâu. Em để ý là không hoàn toàn chính xác đâu. Các cạnh này tương đối là ok, vuông vắn. Đây, một chút xíu cấn nhẹ, xíu xíu ở chỗ anh chỉ tay. Thế thôi. Đấy, cơ bản là đẹp. Đấy. Rồi cặp đàn ông này em cũng bán giá là 1.100.000 đồng đấy, cho các bác nào thích yêu vàng chữ tình đấy, còn anh em chơi tạp chơi đa thể loại là có thể lấy cặp này. Rồi chuyển sang một cặp tương đối VIP của hãng đàn ông, à xin lỗi, của hãng Onkyo, của hãng Onkyo. Cặp này là cặp cặp này em còn chưa báo tên nhỉ, lúc xin lỗi các bác nhé, cặp đàn ông cũng nói đàn ông chẳng nói tên gì cả. Cặp này là đàn ông MA3 các nhá, đàn ông MA3 đấy, MA3 1.100.000 đồng. Rồi em chuyển qua cặp Onkyo. Cặp này tên của nó sẽ là D102TX. Đấy, như bác nhìn cái tên và nhìn cái tem các bác hiểu cái độ VIP nó rồi. Đấy. Đấy cái tem nó đây. Đấy. Rồi quay cái căng đầu tiên. Cái căng rồi, con này bao đẹp tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Cái căng đẹp tuyệt vời. Đấy. Dạng lưới. Hàng bãi về đến con này căng này quá là đẳng cấp rồi các bác nhé. Rồi hình thức em quay mặt trước. Cặp này thì nói luôn các bác là không được đẹp lắm, đẹp ở mức độ là gọi là khá thôi, không đẹp tuyệt vời. Thằng bãi thì có nọ có kia và đứng tương đương với mức giá thì nó sẽ có sự khác nhau. Những cặp 1D102TX này thì giá nó rất là cao luôn, các bác có thể tra giá ở trên mạng anh em đang bán nhé. Đấy, chắc chắn là không bề dưới 1.6-1.7 đâu, em khẳng định các bác là như thế. Anh em đang bán trên thị trường gọi là chuẩn giá đấy, 1.6-1.7 cơ, thậm chí còn hơn nếu như những cặp mà nó đẹp. Cặp này thì nói luôn các bác là rất là nặng luôn, em xoay một tay còn hơi vất vả. Được cái loa vuông vắn giáp chạm bắp chuối luôn, 102TX đây giáp chạm bắp chuối luôn. Đấy, nhìn rất là ngầu. Cái này là vết bẩn đấy các nhé, mốc trắng bẩn đây. Loa rất là nặng luôn, mặt trước thì tương đối là ngon lành, các cạnh thì có chảy xước nhẹ, dòng đế can kiểu dạng người con gần như dạng đế con bóng nên là những vết chảy xước nó hay bị lộ. Các cạnh thì tương đối là ok, chảy xước một chút xíu. Cặp này tiếng nghe tuyệt vời, nghe Bolero thì quá là hay luôn, trung âm cực tốt với cặp này các bác nhé. Anh em nhìn cái cấu hình loa các bác biết rồi, con này bass nó tầm 14.5 đấy. Con này thì con D102TX này thì trung kiên audio bán giá 1.4 triệu anh em nhé. Anh em chú ý giá 1.4 triệu cho con D102TX đấy, các bác cứ xếp giá trên mạng mà để so sánh cho nó khách quan nhất. Rồi tiếp theo em chuyển sang một cái cặp nữa cũng của Onkyo. Cặp này sẽ là model nó là S7GX đây, em quay căng nó luôn. Cái căng con này tương đối là đẹp đấy, căng tương đối là đẹp. S7GX. Rồi. Đây căng tương đối là ok. Đây cạnh nó đây vân gỗ rất đẹp luôn. Nâu đỏ rất đẹp, mặt trước cũng đẹp ok. Loa không móp méo. Mũi loa các thứ này không bị móp méo gì các bác nhá. Ngon lành luôn. Đấy. Loa này mát màng trắng, gân cao su zin nguyên bản chưa thay thế. Dòng này thì nó ít khi bị mù gân. Chắc đo. Các cạnh là tương đối là vuông vắn ok. Hình thức đề can đẹp. Trời xước gần như là không có. Cũng chưa thấy có chảy xước luôn. Đấy, tất nhiên là không được 100% như mới, nhưng mà như này là quá đẹp với cặp này rồi. Thực sự là rất là đẹp rồi. Đấy. Đây phía sau đây. Đấy. Và những vết kiểu như này là chảy sần sần do thời gian thì đương nhiên là cũng có, hàng bãi không tránh khỏi được. Và công suất. À lúc nãy lại nói vấn đề công suất này. Đây con này em có báo công suất. À con này cũng vậy, 70W và 4 ohm. Đấy. Rồi về công suất của cặp này. Cặp này cũng 70W và 4 ohm không nhá. Thực ra thì như em nói ban đầu, những cái tiêu chí về họ khi đánh công suất em thấy nó không thực sự chính xác đâu. Đấy. Những cặp như này thì công suất bao giờ phải lớn hơn so với những cặp như này, nhưng mà nó vẫn đánh như thế, em chả hiểu lý do gì, nhưng nhảm suất họ ghi như vậy thôi. Đấy. Rồi cặp này cũng rất là đẹp luôn các nhá, S7GX. Đấy, cặp S7GX thì trung kiên audio bán giá 1 triệu. Đấy, 1 triệu các bác nhá. Cặp rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp, giá 1 triệu. Tất cả em để bao phí ship cả các bác chuẩn đủ. Rồi chuyển sang một cặp của đàn ông, cặp loa ba quay. Cái căng con này thì nói chung là xấu. Cái căng thì không được đẹp, rách không được đẹp. Đấy. Tiếng còn thì lại bao hay luôn. Đấy. Được cái nọ mới cái kia. Mặt trước hình thức còn tương đối ok. Đấy. Đề can không được đẹp thì hoàn hảo lắm, nhưng cũng tương đối ok. Nhìn tổng thể là đẹp. Đấy.
Đây chỗ này có để, có sự chảy nhẹ này các bác nhỉ. Đây. Chỗ này chảy nhẹ này. Đấy. Có vết chảy này. Đấy. Em bán hàng nó thật sự các bác, em rất trung thực luôn. Nhiều khi anh em đến tay anh em thấy trung thực luôn chứ không hề có sự chỗ nào dấu diếm cả. Đây chỗ nào hơi chảy này. Đấy. Chỗ nào chảy em chỉ là chảy, còn cái vệt đen này là cái vệt của vân gỗ nhá. Chỗ nào chảy em bảo luôn các bác, chảy nó dễ. Anh em mua về không phải lăn tăn gì nữa. Cái mặt này thì ngon lành luôn. Rồi mặt này cũng còn lành luôn, một chiếc còn lành, một chiếc hơi bị chảy nhẹ. Các vết chảy thì nó thật sự các bác là em đã xử lý keo va lỗi rồi, cho nên nhiều khi em không chỉ các bác cũng chả nhìn thấy đâu. Đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nhìn em chỉ các bác thấy thôi vết chảy của nó. Vì xử lý con keo va lỗi nó nhìn nó rất là thật, nó gần như là không lộ vết chảy luôn. Đấy, dòng này cũng chạm bắp chuối luôn, dòng khá là đắt tiền, khá là cao cấp. Công suất con này cũng 5W một thùng, tương đương 100W một cặp, tổng trở kháng cũng là 6 ohm. Con này mua đèn nó là MX 7700. Đời nông MX 7700. Con này thì Trung Kiên Audio xin phép bán giá là 1.100.000 đồng cho các bác nhé. 1.100.000 đồng thôi, quá rẻ. Đấy, cho cặp loa 3W MX 7700. Cặp này là tuyệt vời, trước giá 1.6 triệu cơ. Anh em bán giá 1.6 triệu. Đấy, và cuối cùng là một cặp của hãng Kenwood. Cặp này thì của một cái dàn máy rất là đắt tiền. Nó luôn các bác còn rất là đắt tiền, không hề rẻ với cặp này luôn. Loa của nó là cọc loa lắc sắt chạm bắp chuối. Rồi, về hình thức tổng thể cặp này còn rất là đẹp. Mặt trước đây, à mặt trên đây, mặt trước đây. Đấy, không hề bóp méo. Con này rất là nặng luôn các bác nhá, là cực kỳ nặng luôn. Những loa đắt tiền mình sờ vào mình đã thấy ngay rồi với cái độ nặng của nó rồi. Tiếng rất hay luôn. Đấy. Đấy, không một tí, gần như không một tí vết nhỏ luôn. Gần như là mới luôn các bác nhá. Gần như là mới. Loa của nó rất chạm bắp chuối. Đấy, các cạnh đều đẹp. Đấy, loa rất chạm bắp chuối này. Và thông số kỹ thuật của con này là công suất là 60W một thùng, tương đương với 120W một cặp, trở kháng 6 ohm. Đấy. Thế nhưng khi bảo họ đánh công suất cũng không chuẩn. Những cặp như này thì công suất nó lớn hơn những cái cặp này rất nhiều. Đấy. Tuy nhiên thì họ đánh có 60W còn không bằng cả những cặp kia 70W. Cho nên là nhiều khi ở các cái hãng khác với nhau họ đánh công suất nó thực sự là em thấy không chuẩn. Đấy, nó chỉ là cái mức độ gọi là anh em tham khảo thôi. Đấy. Cặp này model của nó là gì nhỉ? Quên mất báo model. Cặp này của nó là HD7 không nhá. HD7, Kenwood HD7. Đấy, các bác có thể xem giá trên mạng. Cặp này thì anh em bán không dưới 1 triệu 6 đâu, 5 triệu 6 là nhiều lắm. Cặp này hôm nay em bán giá xả cực tốt thì có giá 1 triệu 3. Đấy, 1 triệu 3. Đấy. 1 triệu 3 cho cặp HD7 Kenwood. Của một cái dàn rất là đắt tiền của Kenwood. Đấy, hôm nay em lên các bác là 1 2 3 4 5 6 7 cặp loa. Đấy, bác nào chốt cặp nào thì vui lòng nhắn tin nhé, mã của cặp đó, cái tên của cặp đó vào trong cái số Zalo của em là số 0975 575 262. Em sẽ gửi số tài khoản các bác, chuyển khoản em gửi hàng. Các bác có thể chuyển cọc hoặc chuyển đủ, cái đấy thì em minh động thôi, tùy các bác. Các bác chuyển cọc hoặc trước em 200 thì em gửi hàng. Các bác nhận hàng giá nước số tiền còn lại cộng phí ship. Còn nếu các bác chuyển đủ em bao phí ship luôn các bác luôn. Đấy. Số Zalo của em là số em ghi ở cái trên cái tiêu đề của bài viết. Đó là số 0975 575 262. Rồi xin cảm ơn các bác và anh em.